Ok, hello anh em. Đây là con rể P4, mà một trong những con xe mà nằm xưởng mình mà còn nhiều hơn là nằm ở nhà chủ xe nữa. Đây là con rể P4 bản RF của anh Tấn Đức Bự mấy bạn. Thì con này mình đổi lại cái style giống như cái bản Aprilia Racing mà cái mẫu 2022. Cái dàn áo cũ là nó là bằng nhựa, dàn áo cũ đó là bằng nhựa composite. Nên là mấy bạn đi một thời gian á là nó bị siêu vẹo, với lại cái nhựa nó lâu quá nó nứt, nó mủ, nó giòn hết rồi, nên là ảnh đã bỏ. Dàn áo này là dàn áo Taobao Trung Quốc về, mình về là mình phải làm lại mủ hết dàn đầu. Đây dàn đầu, đây là mình làm bít hết lại cái dàn đầu, bỏ đầu đèn là một, với lại cái phần lườn ở dưới là mình làm lại cái lườn nó dài hơn là hai, với lại cái thứ ba là bên phần cánh gà đúng zin của con Aprilia RSV4 á, thì nó có phần mũ nó chỉ có tới đây thôi nè, tới đây móc xuống đây kéo qua đây, còn cái phần này là mình chế mũ thêm nè để cho nó đầy, nó che cái lốc lại. Đúng ra là mình định chế là cho nó bít hết luôn cái lốc máy luôn thì nhìn nó sẽ ray hơn, nhưng mà do cái đặc thù những cái con xe Ý giống như vậy hoặc là những con xe châu Âu nó cực. Hồi nãy nó mới mát các bạn, mặt trời nó vừa lú ra khỏi cái đám mây đã bắt đầu nắng kinh điển luôn, mồ hôi hột chảy rồi. Đúng ra là cái lốc là mình sẽ, cái cánh gà là mình sẽ làm mình che hết cái phần lốc luôn, nhưng mà do đặc thù là những cái con xe châu Âu, mà đặc biệt là những con như Aprilia hoặc là những con Ducati hoặc là những con như xe Đức giống như là BM, nó cực kỳ nóng mấy bạn. Mấy bạn mà làm như cái phần cánh gà mà chụp che hết cái lốc nồi luôn á, đâm ra nó sẽ không có tỏa nhiệt nhiều, nó sẽ nóng hơn nữa. Và những bạn nào mà đã từng sở hữu những cái con xe giống như là hệ mà châu Âu hoặc là hệ xe Đức, mấy bạn cũng biết rồi, nó nóng hơn xe Nhật rất là nhiều. Xe Nhật thì tùy tùy theo dòng xe thôi nha, chứ không phải là xe nào nó cũng mát. Thí dụ giống như R1 cá chê hoặc là R1 mắc cú thì nó cũng nóng vô địch luôn nha mấy em. Còn về đặc thù những cái dòng xe châu Âu là nó là nóng, là đừng nói tới rồi, khỏi phải bàn. Thì cái con này đồ chơi trên xe thì vẫn là những option cũ, không còn gì để nói. Như cùm côn cùm thắng là đã đổi qua cái cùm thắng là Gillette, còn cái cùm côn là đã đổi qua cái cùm côn là Cohen rồi. Này là cái option cũ, CNC cái thớt chẳng ba là cũng là cái option cũ. Cái option đợt này là mình chỉ có về mình rửa ráy bảo dưỡng lại máy là một, với lại mua cái dàn áo Taobao Trung Quốc về mình chế lại là full ray. Full ray là sao? Là cái phần đuôi là không có đèn hậu nha. Cái đèn này là cái đèn NRC tích hợp xi nhan. Đèn này đèn NRC tích hợp xi nhan. Chứ còn tại vì mình làm sao mà cho nó có thể chạy được ở thị trường Việt Nam, bao gồm mấy bạn có thể lấy chạy tour được. Chứ còn riêng về những cái xe mà bít đầu bít đuôi á thì chỉ để chạy track thôi, nhưng mà xe này chẳng qua là mình chế bít đầu bít đuôi là để ra cái form nó ray nhìn cho nó đẹp thôi, chứ không có phải mà để mà gọi là đua bơi. Ảnh từ giờ ảnh cũng già rồi, đít ảnh bự quá rồi, đít càng ngày nó càng to nên là ảnh ngồi ảnh vô cua không nổi đâu, chủ yếu là xe để chân là chính. Xe tính ra từ lúc anh mua về giờ anh đi chưa được 2.000 cây nữa. Mấy năm rồi, 4 năm trời rồi mà đi chưa được 2.000 cây nữa. Thì cái phần đầu á thì mình đã làm hai cái đèn. Cái đèn này thì cái đèn gương cầu mini thôi. Cái đèn này, cái bóng này là cái bóng vàng, mình cặp hai bên hông. Nói chung là mình sẽ cho nó sáng trực tiếp. Nó khi mà chạy là nó sẽ sáng trực tiếp luôn, là nó là sáng bóng cốt. Khi nào mấy anh em mở pha thì nó sẽ lên bóng pha, thì đấu trực tiếp mình lấy điện nguồn từ cái đèn pha. Mình lấy điện nguồn từ cái đèn chính xuống. Còn cái phần đèn chính là mình đã bỏ rồi. Phần đầu là mình chế bít hết ha. Phần đầu là chế bít hết, còn hai cánh gió này là mình dựa trên ý tưởng của con BMW S1000RR mẫu 2020 á. Đây, hai cánh gió này nè. Mình làm cho nó ăn ra sát mí, nhìn cái đầu nó giống như cái con cá mập đầu búa, nhìn nó sẽ quặm hơn. Còn hai cái hốc đèn ở trong đây là mình chạy hai cái led dây màu đỏ. Tối mà mấy anh em mà mở đèn lên thì hai cái hốc màu đỏ này nhìn cái kiểu giống như con R1 cá chê á, nhưng mà cái này nó không phải cái R1 cá chê, nó là cái mập đầu búa các bạn. Nhìn cái đầu nó ngu không, chủ xe sao có mặt nó ngu chang vậy đó.
Cái con xe đợt này thì chủ yếu là mình chỉ có mua dàn áo về mình chế lên dàn áo ray, rồi bắt đầu là mình sơn lại cái bộ tem của Factory Racing mẫu 2022. Và cái form này là cũng là sơn nhám luôn chứ không có phải sơn bóng nha nè. Thì cái mẫu kia, đúng ra cái mẫu kia là nó sẽ có một cái cánh gió bự thiệt bự, nó nằm chìa từ đây nè, nó ăn lên cái đầu đèn mà nó dài cái tới đây luôn. Nếu mà các bạn chế nguyên cái cánh gió y chang như cái mẫu Factory Racing á, mấy bạn chạy ở Việt Nam á, nó bá từ lưa hụt vua hết, nó dài lắm, cái cánh gió nó ra tới đây nè, nó bá tài lê học me hết. Nói chung là không có được, nên là mình đã vẫn để cái form mẫu cũ, mình chế lại bít đầu bít đuôi thôi. Còn cái phần chế mũ thì loanh quanh đâu đó nó khoảng tầm 3 triệu anh em. Còn sơn dàn áo bao gồm xử lý nền đầu các thứ thì loanh quanh nó khoảng tầm là 8 triệu nữa cho cái thành phẩm. Thì con này hiện tại là mình đang có ở ở đây là ở đâu ta? Ở đây là ở đâu, trong trong cái miệt nào, nó xa lắm. Nói chung là không 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 có nhà dân ở các bạn. Nhưng mà loanh quanh đâu đó có con xe này, chắc nguyên từ khu từ ngoài đường vô đây 40 cây số có mình ảnh đi xe này thôi, chứ không ai đi hết á. Thì cái con này mình test rất nhiều rồi. Mấy bạn có hỏi mình là có test 299 chưa? Xe mượn các bạn, xe mượn của người ta nên là mình bớt diễn lại, thấy không? Chủ yếu là mình cho mấy bạn coi cái bộ tem mới, thì tùy theo đẹp á, thì mỗi người nó có một cái đẹp khác nhau. Có người thì thấy cái bộ tem trước thì nhìn nó cứng hơn. Thì mấy bạn là tùy theo mỗi người một cái mắt nhìn. Thì cái này chủ xe yêu cầu là mình làm theo cái mẫu của Factory Racing mẫu 2022. Nói thôi chứ ảnh về ảnh chùm mền đâu đó loanh quanh nó khoảng tầm cỡ tầm 3 tháng nữa, thế nào anh cũng đem lên ảnh động đổi mẫu khác à. Cái kiểu mà chơi xe mà dạng như để chạy Facebook á, con tấm hình mà mình post hoài á, đâm ra nó sẽ dễ bị nhàm. Thế nào anh cũng gửi lên ảnh cũng sơn lại bộ khác rồi lên chụp hình nữa à, kiểu đó vậy. Cái bộ tem trước là chưa đi tour nào hết các bạn. Bộ tem trước là coi như là chỉ post đúng một hình mùng 1 Tết á, là đón sân xong cái là chùm mền cho tới tháng 5 luôn, cho tới tháng 3 xong rồi kêu mình trở về đổi bộ tem khác á. Chắc này là chắc tới Noel nè, thể nào tới Noel cũng xuống trở về được, được nữa. Cuộc sống mà phải có mấy người giống như ảnh á là mình mới sống nổi các bạn. Chưa còn ai mà vô mà sơn bộ tem mà 8 9 năm trời mới sơn lại bộ tem nữa là mình giải nghệ lâu lắm rồi. À, nói giỡn chứ chuẩn bị trả xe cho cô em. Giấc này 12 giờ trưa rồi, mấy ông cứ nội đừng kêu con test bô nha. Cái bô nó im ru à. Xe nào nó bô giống nhau hết á. Test test hồi có nào mà xui xui mà nó bị chĩa một chỗ ra ngoài, lúc đó là con ăn cho hết luôn á. Cái xe này nếu mà hồi trước là mua new á, đâu đó khoảng tầm tỷ. Còn bây giờ mua cũ thì nó cũng khoảng tầm 6 xị mấy bạn. Cũ cũng khoảng tầm 6 xị. Em cày cũng khoảng 4 năm em mới có được. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Mấy bạn mà có nhu cầu mà sơn xe, dọn xe cứ alo cho mình 0903 678 9 978 gặp Mr. Ken nha. Bye bye, chào tạm biệt.